võ sĩ này là Lý Tiểu Long. Vâng, chúng ta vỗ tay. Cái tên này dễ để làm truyền thông. Điểm vào Việt Nam tốt tim. Và trận đấu tâm điểm của sự kiện khai mạc của chúng tôi, đó là trận đấu của hạng cân 70kg giữa nhà vô địch của hạng cân này, của Lion Championship, Trần Quang Lộc, với một võ sĩ rất đặc biệt đến từ Trung Quốc. Chúng ta dành một tràng pháo tay ạ. Việt Nam và Trung Quốc có một trận đấu giao lưu, tôi nghĩ rằng là rất đáng được xem. Và cũng xin được chia sẻ với các anh chị là sau thành công của chúng tôi thì các võ sĩ của Trung Quốc đã tìm tới ban tổ chức của chúng tôi, mong muốn hạng Giang Tô, 22 tuổi, chiều cao 1m72, cân nặng 69kg, thành tích thi đấu 21 trận, thắng 16 trận, thua 5 trận, trong đó có 6 trận thắng bằng knock out, vô địch Mắc Xuân Thái hạng 63kg tại Thái Lan năm 2019. Võ sĩ thực sự trỗi dậy ở giải đấu này, ở trong một giải đấu có tên là Võ sĩ thực sự trỗi dậy với trận thắng knock out vào năm 2020, vô địch giải Gen Matthew Even Event Trung Quốc với và quốc tế hạng 68kg năm 2020, vô địch giải Mario Racing Trang Trịnh Châu hạng 61kg năm 2020, giải Côn Lôn Quyết tại Trạng Đồng Lăng đã giành trận thắng knock out năm 2020, vô địch giải One Trung Quốc năm 2021, đạt được thành tích 2 trận đấu và thi đấu 2 trận thắng cả 2, vô địch giải Soviet World Fighting 4 người hạng 63kg năm 2022. Chúng ta có thể thấy đây là một thành tích. Đây là... Sát ra là thì chỉ là hình ảnh của người đến theo một chút là nên là khó để tìm những thông tin thêm cụ thể để mình nghiên cứu về đối thủ. Cho nên là để nhờ vài bạn sống bên Trung Quốc để có thể tìm hiểu mình, thì thấy được vài clip, thì thấy là khá là tốt. Đánh kiếm bóng xin tay chân có là nhanh nhạc. Thì mình cũng có chút hồi hộp thì mình đang nói chuẩn bị đánh với một người ở một cái nước gọi là võ thuật rất lâu dài. Nhưng mà vì cái đơn liên đoàn có một cái tinh thần rất là nói sao là sao em hòa quá thì quyết tâm quyết liệt về cái bộ môn tổng hợp này. Cho nên là vì các anh em đơn liên đoàn, vì một là sẽ áp Việt Nam này, thì trận này em cũng đánh hết mình có thể, đánh những gì tốt nhất mình có thể thôi. Còn là câu hỏi thứ hai là nói về cái trận đánh là năm 2022 vừa rồi ấy, thì là cái dấu ấn để cho Lộc cũng như các bạn võ sĩ đấu bộ môn ngày hôm nay này có một cái trải nghiệm thực tế và có một cái gọi là một cái sự công nhận của người Việt Nam mình cho cái giải đấu ngày hôm nay mình đã là người Việt Nam, và em cũng may mắn là người đầu tiên nhận được cái đai